Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần cáp cảm biến vân tay trên điện thoại Wiko Ubao đã có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cảm biến vân tay trên điện thoại Wiko Ubao, lỗi hỏng không cảm biến được, cảm biến chập chờn nút cũng không, cần một địa chỉ thay mới cảm biến vân tay trên điện thoại Wiko Ubao, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Hiện nay di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện của quá trình sửa chữa điện thoại Wiko Ubao nói chung và phần cảm biến vân tay của Wiko Ubao nói riêng thay mới vì các bạn. Vì các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.